Tại phường Hòa An, sáng ngày 16 tháng 7, ghi nhận 17 ca mắc COVID-19 mới. Đây là khu vực tiếp giáp giữa phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và phường An Khê, quận Thanh Khê, nơi ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Do vậy, cùng với 3 phường khác trên địa bàn Đà Nẵng, phường Hòa An buộc phải áp dụng chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 17 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Ủy ban Nhân dân phường Hòa An cho biết, đến thời điểm này, phường có 21 ca mắc COVID-19, 81 trường hợp F1 và gần 500 trường hợp F2 và F liên quan. Trước tình hình này, phường đã lập chốt phong tỏa cứng 3 khu vực với hơn 250 hộ dân, 5 khu vực phong tỏa mềm với hơn 300 hộ dân. Trước cái tình hình dịch bệnh COVID đang diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn phường, thì theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Hòa An, thì lực lượng công an cũng như các ban ngành đoàn thể tại địa phương được phân công chốt chặn 24/24 tại các điểm phong tỏa. Thì người dân ở tại những khu vực này thì sẽ ở trong nhà và nội bất xuất ngoại bất nhập. Trong hàng ngày thì lực lượng chúng tôi thì thường xuyên tham gia hỏi các người dân nắm tâm tư nguyện vọng và hỗ trợ người dân những cái nhu yếu phẩm cần thiết. Và được sự hỗ trợ của ủy ban thì lực lượng tại các chốt sẽ đi tới từng nhà hỗ trợ cho người dân. Cũng theo chính quyền phường Hòa An, tại các điểm phong tỏa cứng và phong tỏa mềm, phường đã bố trí các lực lượng trực 24/24, sẵn sàng hỗ trợ những nhu cầu thiết yếu cho người dân. Phường cũng đã hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa cứng mỗi hộ 10 kg gạo. Ngoài cái lực lượng cán bộ của phường, thì ủy ban nhân phường có trưng dụng thêm lực lượng của đoàn thanh niên, cũng như là cái lực lượng của chi hội phụ nữ và tổ COVID ở các khu dân cư. Do đó thì đến thời điểm hiện nay thì cơ bản là cái việc mà thực hiện các cái nhiệm vụ liên quan tới cái công tác phòng chống dịch ở các cái chốt phong tỏa cứng cũng như là phong tỏa mềm và cái việc mà thực hiện các cái biện pháp triển khai thực hiện cái chỉ thị 16 bắt đầu áp dụng từ 0 giờ ngày 17 tháng 7 thì sẽ được triển khai là đảm bảo theo cái quy định. Thực hiện chỉ thị 16, từ 0 giờ ngày 17 tháng 7, toàn phường Hòa An cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, không tập trung quá 2 người trong phạm vi trường học, công sở, nơi công cộng, thực hiện nghiêm giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc, tạm đình chỉ các hoạt động, dịch vụ kinh doanh trên địa bàn, trừ dịch vụ thiết yếu, hạn chế ra ngoài khi không thật sự cần thiết. Có lẽ do trước đây, Đà Nẵng cũng đã áp dụng chỉ thị 16 trên toàn địa bàn thành phố, nên hiện tại khi triển khai chủ trương này, theo quan sát của chúng tôi, mọi hoạt động trên địa bàn phường diễn ra bình thường, người dân tỏ ra khá bình tĩnh, chỉ có một bộ phận người dân tranh thủ thời gian đi mua thêm những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình. Chính quyền và nhân dân Hòa An đã sẵn sàng thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của chính phủ.